Rồi hôm nay Dương test cái đàn gửi về Bắc Ninh cho một vị khách ở Bắc Ninh. Thì cái này ở Bắc Nu nha cả nhà. Đấy, rất là đẹp. Mặt sau, mặt trước rất đẹp. Rồi bạn quay mặt sau các bạn. Đó, thì nu này rõ là nu bạch dương nha cả nhà. Thì màu này là em nhộm, chứ không phải là màu sơn. Rồi, mời cả nhà mình cùng tham khảo về phần âm sắc. Nếu mà hay thì hoặc là có vấn đề anh em nào yêu thích thì cứ alo em nha. Rồi mời cả nhà mình cùng tham khảo.